Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là các nội dung sẽ có trong chương trình. Tham dự giải có gần 300 vận động viên của 19 đội bóng đại diện cho 61 chi đoàn, đoàn trực thuộc trong khối. Các đội bóng đã đem lại những trận cầu hấp dẫn, thu hút nhiều người tới xem và cổ vũ. Tại lễ bế mạc, ở các nội dung bóng đá nữ, ban tổ chức đã trao huy chương vàng cho đội Liên quân Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, huy chương bạc cho đội Ngân hàng Vietcombank Hưng Yên, huy chương đồng cho đội Sở Khoa và Công nghệ. Nội dung bóng đá nam, huy chương vàng thuộc về đội Ngân hàng BIDV Bắc Hưng Yên. Huy chương bạc thuộc về đội Liên quân Sở Tư pháp, Ban Quản lý Khu Đại học Phổ Hiến, Khu Công nghiệp, Tòa án và Hội đồng Nhân dân tỉnh. Huy chương đồng thuộc về đội Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Ban tổ chức cũng trao nhiều giải phụ khác. Thành lập và đi vào hoạt động đã hơn 10 năm, đến nay câu lạc bộ bóng bàn xã Toàn Thắng đang thu hút hơn 20 thành viên có độ tuổi từ 25 đến 75 tuổi. Ngoài những buổi tập, câu lạc bộ bóng bàn xã còn thường xuyên tổ chức giao lưu với các câu lạc bộ bóng bàn khác trong tỉnh. Nhiều thành viên của câu lạc bộ cũng được chọn để tham gia thi đấu các giải trong và ngoài tỉnh và đạt thành tích cao. Vào buổi chiều hàng ngày, nhiều người dân trong thôn Tiền Phong, xã Nhuế Dương, huyện Khói Châu lại tập trung về sân nhà văn hóa thôn để tập luyện bóng chuyền hơi. Đây là môn thể thao đang phát triển mạnh trong mấy năm trở lại đây. Hoạt động này đã thu hút đông đảo nhân dân tập luyện thường xuyên. Thôn Tiền Phong đã thành lập được 2 đội bóng chuyền hơi nam nữ, mỗi đội có từ 15 đến 20 thành viên. Cùng với đó, thôn mới xây dựng cụm sân tập khang trang đáp ứng nhu cầu của 2 đội chơi cùng một lúc. Thành phố hiện có 5 câu lạc bộ khiêu vũ là câu lạc bộ Dance Sport Quảng Trường, câu lạc bộ ca vũ nhà Hoa Dương, câu lạc bộ khiêu vũ Bạch Dương, câu lạc bộ khiêu vũ Bãi Sẩy và câu lạc bộ khiêu vũ An Đông. Khiêu vũ là bộ môn thể thao hấp dẫn, có nhiều động tác đẹp mắt, mọi người có thể thỏa sức sáng tạo trên các nền nhạc từ sôi động của các điệu cha cha cha, bebop cho đến các giai điệu nhẹ nhàng, mềm mại của vals, zumba. Các câu lạc bộ khiêu vũ cũng thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu tạo sân chơi lành mạnh cho những người yêu thích khiêu vũ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và gắn kết mọi người. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh việc truyền đạt kiến thức cho học sinh, những năm qua trường Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên cũng quan tâm, chú trọng tới việc nâng cao sức khỏe thể chất cho học sinh. Tại đây, các phong trào tập luyện thể dục thể thao luôn được các thầy cô và học sinh phát triển mạnh mẽ. Nhận thức được tầm quan trọng của phát triển thể chất, giúp học sinh có thể phát triển một cách toàn diện, trường Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên đã dành nhiều sự quan tâm, đầu tư và thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong nhà trường. Bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu học tập và rèn luyện thể dục thể thao cho học sinh, nhà trường còn thành lập nhiều các câu lạc bộ thể thao tạo sân chơi lành mạnh, vui vẻ cho học sinh sau mỗi buổi học căng thẳng. Em yêu thích bóng rổ và em tham gia câu lạc bộ CSC trong trường. Sau những giờ học căng thẳng thì em cùng với cả các bạn tập những bài tập dùng nhằm nâng cao sức khỏe và rèn luyện sức khỏe dẻo dai hơn. Không những thế mà tập luyện thể thao sau mỗi giờ học căng thẳng sẽ giúp em thoải mái và có thể có sức khỏe để tiếp thu thêm những bài học mới. Từ năm 2019 đến nay, trường Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên đã thành lập được nhiều câu lạc bộ thể thao như cờ vua, cờ tướng, cầu lông, bóng rổ, bóng bàn, thu hút rất đông học sinh tham gia tập luyện. Mỗi câu lạc bộ thu hút từ 20 đến 30 thành viên. Ngoài thời gian trên lớp, các em thường xuyên gặp gỡ, giao lưu và tập luyện các môn thể thao một tuần từ 3 đến 4 buổi. Ban giám hiệu rất là quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên và các em học sinh về sân bãi, dụng cụ để các câu lạc bộ tập luyện với phương châm là vui để học tập, khỏe để làm việc. Được luyện tập thể dục thể thao sau mỗi giờ lên lớp thì giúp chúng tôi không những có được cái sức khỏe dẻo dai, thể lực tốt mà còn giúp chúng tôi xua tan được những cái căng thẳng mệt mỏi sau mỗi giờ dạy. Đồng thời, việc được tập luyện cùng với các đồng nghiệp và các em học sinh cũng làm chúng tôi tăng cường thêm mối quan hệ, sự gắn bó thân thiết giữa các thầy cô và các em học sinh. Minh chứng cho sự phát triển đó là những kết quả mà nhà trường đã đạt được trong các giải thể thao như giải ba khi tham gia giải bóng rổ các trường phổ thông năm 2021, huy chương đồng đôi nữ giải cầu lông, huy chương đồng đôi nam và đơn nam môn bóng bàn trong hội khỏe phù đồng tỉnh. Đặc biệt, một vận động viên bóng bàn của nhà trường được tham gia hội khỏe phù đồng toàn quốc trong tháng năm tới.
Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc bản tin thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.